Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bẫy tử thần cho Ukraine, loạt tên lửa Iskander đã sẵn sàng chờ lệnh. Theo kế hoạch, vòng cung lớn của lực lượng Moscow bao vây toàn bộ nhóm quân Kiev ở Kharkiv và sẽ tiêu diệt toàn bộ quân đội Ukraine ở Donbass. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn, nếu quân đội Ukraine không bỏ chạy như họ đã làm ở Selidovo, bất chấp họ thấy rằng tình hình đã trở nên nguy kịch, thì quân đội Nga sẽ khá là vất vả. Để ngăn chặn đối phương trốn thoát, Nga phải bao vây hoàn toàn hoặc khiến quân đội Ukraine mất gần như toàn bộ nhân lực và trang thiết bị khi cố gắng đột phá, giống như lữ đoàn cơ giới số 72 của lực lượng Kiev đã từng thất thủ ở Ulenda. Lực lượng Moscow lên kế hoạch loại bỏ toàn bộ tiềm năng chiến đấu của ít nhất là 3 lữ đoàn Ukraine, vì thế cần có những gọng kìm nhỏ ở phía nam Kharkiv. Ngoài ra, hàng loạt tên lửa Iskander của Nga đã sẵn sàng chờ lệnh khai hỏa đánh chặn lực lượng Kiev một khi họ rút chạy. Một số nguồn tin quân sự ủng hộ Kiev cũng thừa nhận việc Chudovo thất thủ. Một chiến binh Ukraine viết rằng quân đội Nga đã ở khu vực này phải đối mặt với nhiệm vụ giành quyền kiểm soát bờ trái của Sukhoi, Zhanov. Và sau đó, trong mọi trường hợp, họ sẽ tiếp tục tiến về Konstantinov và bắt đầu cắt đứt liên lạc ở Nam Kharkiv. Kế hoạch của đối phương ở đây không thay đổi, đó là siết chặt dần hai bên sườn và tiến quân thuận lợi về phía Bắc. Ngoài ra, Nga đang dần chiếm giữ các vị trí ở phía đông và đông nam của Upensnitska, đồng thời tuyên bố rằng các đơn vị Ukraine giữa Maximilianovka và Eliza Vestovka cần phải rút lui vì một vòng vây có thể sớm hình thành. Một sĩ quan Ukraine với biệt danh Alex xác nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình trên mặt trận Ionodonetsk, hướng Kharkiv đang rất nóng, đặc biệt là trên trục Chudovoye và Ekaterinivka, nơi quân đội Nga hôm nay đang tiến lên với rất nhiều phương tiện cơ giới. Một đoàn gồm có 12 chiếc ở khu vực Poreda, hai nhóm với 3 chiếc mỗi nhóm đang nỗ lực tiến công ở khu vực Ekaterinivka. Ngày càng có nhiều nguồn tin dự báo về một cuộc tiến công có thể xảy ra của quân đội Nga ở Zaporizhzhia. Diễn biến mới nhất trên mặt trận Nam Donetsk cho thấy rằng họ cũng đang đột phá về phía Vinnytsia Novoselitska. Lực lượng Moscow đã có những nỗ lực phong tỏa các tuyến đường hậu cần từ phía Tây và phía Đông, còn bây giờ là từ phía Bắc. Hơn nữa, quân đội Nga tiếp tục phát triển và chiếm giữ thêm lãnh thổ từ hướng Yasna Polyana, Sechtang, Bohoy, Aleska và Katerinivka. Trên hướng Selidovo, tình hình cũng không khác gì. Một số nguồn tin ủng hộ Kiev đã xác nhận về tình hình nguy cấp Novodmitrivka, Novoselitska và Novoleshchika. Đồng thời, ngôi làng Vorchenka được cho là đã bị quân đội Nga chiếm giữ hoàn toàn. Các hoạt động quy mô nhỏ hơn có thể được quan sát thấy tại mặt trận quốc, nơi mà lực lượng Moscow đang phát động các cuộc tấn công ở phía Bắc. Tuy nhiên, cũng có những động thái của họ ở phía đông Sumy. Tổng thống Ukraine triệu tập họp bàn cách chống UAV của Nga. Trong bài phát biểu vào tối ngày 4 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo rằng các biện pháp chống lại UAV, tấn công và bom FAB của Nga đã được thảo luận tại Bộ Chỉ huy. Ông nói, hôm nay tôi chủ trì tại Bộ Chỉ huy, đặc biệt là một câu hỏi quan trọng về phòng không. Mọi người đều thấy Nga sử dụng UAV Shahed và FAB nhiều đến mức nào. Nỗi kinh hoàng này đang gia tăng hàng tháng, cần có nhiều biện pháp đối phó hơn. Chúng tôi thảo luận cả về tăng cường các nhóm hỏa lực cơ động và áp dụng phương pháp thực tế bắn hạ Shahed bằng máy bay không người lái, đồng thời phát triển lực lượng để giải quyết rốt ráo vấn đề FAB của Nga. Ngoài ra, còn có những quyết định cấp bách cần phải được đưa ra để thực hiện và những điều mang tính chiến lược hơn sẽ được tính đến trong kế hoạch nội bộ nhằm củng cố Ukraine tại điểm phòng thủ tương ứng. Tổng thống Zelensky cho biết thêm, cũng tại Bộ Chỉ huy, vấn đề tăng cường sản xuất vũ khí đã được thảo luận, chủ yếu là máy bay không người lái và tên lửa. Về mặt trực tiếp, chúng tôi thảo luận về thực tế rằng Nga đang hoạt động ở khu vực Donetsk và cũng đã tăng cường hoạt động ở miền nam Ukraine. Đặc biệt, chiến dịch quốc đã được thảo luận tại Bộ Chỉ huy. Ukraine đã đến lúc cần gọi phụ nữ nhập ngũ. Nhà lập pháp Maria Nabizunea kêu gọi trong bối cảnh Kiev đang rất cần có thêm lực lượng bổ sung cho tiền tuyến
Trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài hơn 2 năm qua với Nga, Ukraine hiện gọi nhập ngũ bắt buộc nam giới trên 25 tuổi và chấp nhận phụ nữ tình nguyện gia nhập quân đội. Tuy nhiên, theo bà Bezulea, cho rằng Ukraine cần gọi nhập ngũ cả nam và nữ để đảm bảo sự công bằng. Chúng ta đang có sự phân biệt đối xử bất hợp lý với nam giới. Nếu phụ nữ được huy động, sẽ có ít nam giới được huy động hơn. Đây sẽ là một trong những lý do có thể khiến cho nam giới ủng hộ việc đã huy động cả nữ giới. Bà cho biết trên Telegram vào ngày 4 tháng 11. Theo đề xuất của nghị sĩ này, những nữ binh sĩ được huy động có thể làm nhiệm vụ ở khu vực phía sau tiền tuyến, ví dụ như văn phòng, sĩ quan nhân sự và trong các đơn vị an ninh. Điều này sẽ cho phép đưa các nam quân nhân lên tiền tuyến làm nhiệm vụ chiến đấu. Những nam giới khác có thể được đưa tới nhà máy sản xuất quân sự để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Chiến tranh không thể chỉ là vấn đề của những người được gọi nhập ngũ, đặc biệt là khi nó không chỉ liên quan đến lãnh thổ hay phạm vi ảnh hưởng, mà còn liên quan đến sự tồn tại của một quốc gia và quyền được sống của mọi người dân, bà cho biết. Đồng thời cảnh báo Ukraine có thể thua nếu không huy động phụ nữ nhập ngũ. Bà Bezulea cho biết đã nhiều lần đệ trình đề xuất này lên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, nhưng đã bị chính phủ và các tướng lĩnh bác bỏ. Đó là một nghịch lý. Bộ Quốc phòng đã không thành công trong việc huy động nhập ngũ. Có thể việc huy động phụ nữ sẽ mang lại trật tự cho sự hỗn loạn hiện nay, bà nhấn mạnh. Bình luận của bà Bezulea được đưa ra sau khi nghị sĩ Roman Kostchenko nhận định rằng Kiev sẽ cần phải tuyển thêm 500.000 người để bù đắp tổn thất nhân lực và luân chuyển các đơn vị đang chiến đấu trên mặt trận. Ông Kostchenko, một cựu chiến binh, tiết lộ rằng việc huy động đã chậm lại trong 2 tháng qua. Cuối tháng trước, thì Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Livinenko cho biết hơn 1 triệu công dân đã tham gia lực lượng phòng vệ kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Chúng ta đặt mục tiêu huy động thêm hơn 160.000 quân nữa. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện có 250.000 quân nhân tại ngũ vào đầu năm 2022. Con số này nhanh chóng tăng lên sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra sắc lệnh huy động quân dự bị và cấm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi đất nước. Trong thời gian qua, nỗ lực tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, thì ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Quan chức Ukraine cho biết nước này sẵn sàng xem xét phương án ký thỏa thuận với Nga liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng. Ukraine sẵn sàng xem xét khả năng ký kết một thỏa thuận do Qatar hoặc bất kỳ một quốc gia nào khác làm trung gian với Nga về việc không tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, nếu Qatar hoặc bất kỳ quốc gia nào khác sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận này thông qua các thỏa thuận riêng với Ukraine và Nga, thì điều đó sẽ ổn. Nếu đạt được các thỏa thuận như vậy, Ukraine sẽ sẵn sàng xem xét chúng, ông nói với một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Radar. Theo vị quan chức này, một cơ chế giống như thỏa thuận ngũ cốc có thể được sử dụng trong bối cảnh này. Tuy nhiên, theo ông, hiện tại không có cuộc đàm phán nào giữa Kiev và Moscow được tổ chức. Dẫn nguồn thạo tin cho hay, Ukraine và Nga dường như đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ để chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Báo Anh cho biết, các cuộc đàm phán trước đó được cho là đã gần đạt được thỏa thuận nhưng đã đổ vỡ vào tháng 8 vì Ukraine tấn công vào vùng quốc của Nga. Vào ngày 30 tháng 10, Nga bác bỏ tin đồn tổ chức đàm phán kín với Ukraine về ngừng tấn công cơ sở năng lượng của Kiev, khẳng định đó là tin giả. Trong tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một thỏa thuận về bảo vệ các cơ sở năng lượng của nhau sẽ được Kiev xem là dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình rộng rãi hơn. Khi mùa đông đang đến gần, Ukraine phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do các cuộc tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga đã phá hủy gần một nửa công suất phát điện của nước này. Cuối tháng 8, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Gerhman Galushchenko đã cảnh báo rằng sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Đông Âu. Ông dự đoán rằng sản lượng điện của đất nước sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đến gần. Nhà điều hành lưới điện của Ukraine đã cảnh báo trước đó rằng quy mô thiệt hại đối với mạng lưới năng lượng của nước này là cực kỳ lớn. Các nhà máy điện còn hoạt động đã phải vận hành ở công suất tối đa, ông Galushchenko cho biết. Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí của Nga trong thời gian qua. Giới chức Kiev tuyên bố các cuộc tấn công này nhằm làm suy yếu nỗ lực của Nga và đáp trả các cuộc tấn công mà Moscow nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
NATO có thể bàn về phương án bắn rơi tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. NATO có thể thảo luận về khả năng đánh chặn tên lửa của Nga trên không phận Ukraine trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên minh vào tuần tới, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorsky cho hay. Đây có thể là vấn đề được đem ra thảo luận trong nhóm các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi có Tổng thư ký NATO mới. Cuộc họp cấp bộ trưởng NATO tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần tới. Có lẽ vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán, ông Sikorsky phát biểu trên truyền hình Ba Lan TVN24 vào thứ Hai. Cựu Tổng thống NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ về đề xuất này trong nhiệm kỳ của mình, nhưng một số ý kiến tin rằng người kế nhiệm của ông là ông Mark Rutte có thể sẽ khơi lại các cuộc thảo luận về ý tưởng này. Ukraine nhiều lần kêu gọi NATO giúp đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Có thời điểm, Ukraine đề nghị NATO giúp đóng cửa không phận. Tuy nhiên, NATO vẫn còn ngần ngại với phương án này vì e ngại kịch bản xung đột trực tiếp với Nga. Đây không phải là lần đầu Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan nói về vấn đề này. Ông từng bày tỏ hy vọng rằng NATO sẽ cho phép Warsaw sử dụng hệ thống phòng không để bắn rơi tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine nếu chúng gây ra mối đe dọa cho Ba Lan. Mặc dù vậy, trong nội bộ Ba Lan vẫn có những ý kiến trái chiều. Hồi đầu tuần, Phó Thủ tướng Ba Lan Gawkowski bày tỏ sự không đồng ý với phương án nói trên, cảnh báo điều này sẽ kéo Ba Lan vào cuộc chiến. Trước đó, thì một số quốc gia NATO từng cáo buộc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận, dẫn đến những tranh cãi về việc liên minh có kích hoạt cơ chế phòng thủ hay không. Vào tháng 9, NATO cảnh báo bất cứ thành viên nào thuộc khối cũng không nên bắn hạ tên lửa máy bay không người lái của Nga ở Ukraine bởi NATO không muốn trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột với Moscow. NATO hiện không phải là một phe tham gia vào cuộc xung đột hiện tại và cũng sẽ không làm điều đó. Một phát ngôn viên của NATO cho biết, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của khối là ngăn chặn leo thang. Mặc dù mỗi thành viên của khối đều có quyền bảo vệ không phận của mình, nhưng họ nên cẩn trọng tham khảo ý kiến với những bên còn lại khi làm như vậy bởi nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ NATO, vị này cho hay. Warsaw và Kiev đã ký một hiệp ước quốc phòng vào tháng 7, trong đó có các cuộc thảo luận đều nhằm xem xét cơ sở lý luận cũng như tính khả thi của việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan vẫn khẳng định điều này sẽ không được thực hiện nếu không có sự chấp thuận của NATO. Mặt khác, NATO cho biết họ tôn trọng chủ quyền của mọi thành viên trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, nhưng các bên cần tham vấn trước khi tiến hành bất kỳ điều gì đó có thể gây ra hậu quả cho cả khối.